Chúng thiền phụng hành tức là nhiều ít hữu tình, rồi chư ác mà tác tức là tu thiện pháp. Cho nên mình làm sao mình để ý hàng ngày mình tu thiện pháp, gọi là giới rồi đó, thì giới rồi. Còn thiện pháp thì mình liên hệ qua cái duy thức học mình học rồi. Thiện là gì? Cái thiện á, ta dịch ra là tâm ích, làm cái việc gì đó từ lời nói, hành động, việc làm, ý nghĩ mà có lợi cho mình, lợi người, tất cả chúng sinh, thì đó là gọi là tu thiện pháp, tức là chữ thiện đó. Tu thiện pháp là vậy. Mình học vậy rồi mình tu nó đơn giản, nó gọn gàng, coi như mình đi tới đâu mình cũng đem theo được hết trơn, nó có rời mình. Nhiều ít hữu tình, nhiều ít hữu tình đó là những việc gì mà làm có lợi. Chứ thiện là cũng lợi mình lợi người rồi, còn nhiều ít hữu tình là làm những cái gì mà không phản ngược lại, không làm cho chúng sinh đau khổ, tức là không làm những điều ác. Mà chữ ác rồi mình học rồi, chữ ác có nghĩa là tổn giảm hay làm cái gì mà có cái tính cách đau khổ cho người, cho tất cả chúng sinh, và có thể đau khổ cho mình nữa, thì điều đó không nên làm. Có những người họ nói là ủa, nếu mà làm đau khổ cho người, cho mọi người, cho tất cả chúng sinh thì gọi là ác, thì ai đem gì làm đau khổ cho mình, vậy thì cái đó là sao? Xin thưa rằng là có khi mình làm đau khổ cho mình mà mình không biết. Tôi nói ví dụ như là mình chỉ vì là cái bản thân của mình, mà rừng của ta là rừng phòng hộ, rừng để giữ gìn, để chống chọi cái xói mòn của đầu nguồn của lũ lụt ấy, đó mà mình đốt cả trăm mẫu rừng vậy đó, chỉ vì là mình trồng 10 mẫu cà phê thôi, mình cháy cả trăm mẫu rừng của mọi người, của nhân dân, gọi là của nhà nước thì là của nhân dân, của nhân dân tức là của nhà nước. Cái trăm mẫu rừng như vậy chỉ vì 10 mẫu mà mình định trồng cà phê thôi, thế thì việc đó là hại cho nhà nước, hại cho nhân dân, mà lại trong đó có hại mình. Trồng 10 mẫu cà phê có tiền đấy, nhưng mà khi mà nó lũ lụt nó cuốn phăng đi thì không có nhà cửa ruộng đất nào còn. Cho nên có khi mình không để ý, nghe giảng đó là làm gì mà có hại cho mình, hại cho người, hại tất cả chúng sinh. Có người ta nói ủa ai điên gì làm cái việc hại mình, có chứ. Rồi chẳng hạn như là những nhà công nghệ ngày nay trên thế giới đó, các cái nhà máy, các cái xí nghiệp mà ghê gớm tiền bạc đó ha, nhưng mà thải ra bao nhiêu chất khói độc. Ở thành phố này cũng vậy, phải bao nhiêu chất khói độc, bao nhiêu chất khí độc, bao nhiêu chất nước độc. Thì mình tưởng đâu là trước mắt rồi mình tới mình không có hại mình mà, nhưng mà kỳ thật rồi á, hại cho xã hội trước, sau đó cái môi trường nó ô nhiễm là có mình và gia đình mình. Vì vậy cho nên là mọi người phải giữ gìn cái môi trường sao cho tốt, cho chính mình thì lợi cho người khác, lợi cho tất cả xã hội dân quần. Đấy. Cho nên là có những cái mà hại mình mà người ta không có để ý, chứ không phải là không có. Cái câu đó của đạo Phật ta phân tích như vậy đó. Trên thế giới của đại thừa nó có ba thứ, ta gọi là tam tụ cảnh giới, nhiếp lực nghi đã đành, quay nghi hành trụ tọa ngoạ, nghiêm túc trang nghiêm đã đành, gọi là giới đã đành. Mà còn cái không đọc cái chữ lục nghi, không dựa vào cái quan nghi hành động, cái nghiêm túc chậm rãi mỹ miều, không. Anh có thể vui cười thoải mái đi đứng nhảy nhót leo trèo bình thường, miễn là anh nhiêu ít hữu tình và anh tu thiện thiện pháp trong đời sống của anh,
thì gọi là nhiều ít hữu tình cũng gọi là giới, mà tu thiện pháp cũng gọi là giới. Trên Đại Thừa nó có cái độc đáo rồi, cho nên hưởng thụ được cái chất liệu kinh điển Đại Thừa rồi, trên cái đường tu hành của chúng ta nó nhẹ nhàng lắm, nó không có gò bó. Không gò bó mà chẳng thành tựu tốt đẹp. Người Đại Thừa thì giới gì hộ trì tính pháp, có phải không cần thọ giới. Chứ tôi tưởng Đại Thừa ở Kinh Duy Ma Cật cũng nói, nghĩa là với hành động của người Đại Thừa có thể coi như không cần thọ giới, miễn là nhiều ít chúng sinh. Tôi nói ví dụ như hồi xưa mà đọc cái kinh điển hồi tôi học mà tôi thái học, nhưng mà không, mà cũng nghi ngờ giới Tiểu Thừa. Bữa nọ mấy đệ tử bậc đi khất thực rồi, cái đời gặp cái bọn cướp đó mà nó cũng nghèo khổ đói lạnh quá, mặc dù là đồ của các ông khất sĩ không có bao nhiêu, có ba y, thường thường là mang ba y nha, về bình bát, thì trong đó có thể là còn miếng cơm vậy thôi, nhưng mà tại ta đói quá mà, thế thì là nó bọn cướp nó nói nhau và bắt mấy ông đạo sĩ này nè, là giật đồ của nó bạn, giết nó chết rồi để lấy đồ. Mấy người ăn cướp khác nó nói ôi mấy này khỏi giết mày, đệ tử của cụ Đàm khỏi giết, cứ lợi lột đồ ổng rồi lấy hết đồ thôi, rồi hỏi làm sao mà mình lấy được, nó quýnh mình ra không có, cái này lấy cỏ trói lại được rồi. Thế thì là lấy cỏ trong chằn á, cỏ trong chằn cái thở dài vậy, cái này cột chân mấy ông này ngồi đó rồi lột y áo đi hết. Vậy mà ngồi đó chịu trận à, tới nỗi người ta đi làm rẫy làm nương nó thấy hỏi sao mà mấy vị ngồi đây, nói ăn cướp nó lột đồ nó hết rồi, hỏi lột đồ sao không đi ngồi đây, nó dành nó trói tôi rồi. Lại ở coi nó nói gì đâu đó, thì anh nó trói bằng cỏ trong chân đó. Trời ơi, mấy người kia nói thôi đi cha đứng dậy đi, cứ như vậy không chịu đứng dậy. Đó là cái câu chuyện mà cái là giữ giới của Tiểu Thừa cỡ vậy lần á. Tại hồi tôi học thì tôi vẫn học, nhưng mà với cái đầu của tôi là cái đầu téo ra, cái đầu ngang tàn, tôi học rồi tôi cười. Nói vậy tôi không có chịu đâu. Tôi mà lâu quá là tôi cũng, nếu mà có vỏ là tôi cũng bắt ra đường giải công an nữa chứ, để cho mày mà học, để đời sau mày khó có làm cái nghề tội lỗi gì nữa. Nhưng mà giả như mà nói công an nói là nó lấy không có bao nhiêu, thôi người răn đe giáo dục rồi thả nó về, chứ còn để vậy đâu có được. Tôi thì tôi không để rồi. Nên những người Đại Thừa ta hộ pháp, tôi có thể ta không thọ giới là vậy đó. Mấy đó là bắt. Người Đại Thừa nặng lòng hộ trì tính pháp, Đại Thừa có thể cầm binh khí bảo vệ tính pháp mà chưa gấp thọ giới. Chỉ gấp là đến chữ to là bởi vì trong này nó có cái từ quẩn và cấp. Đại Thừa thì quẩn về giới mà gấp về thừa. Thừa tức là cái tư tưởng anh phải tiến lên con đường giải thoát giác ngộ của vô thượng Bồ Đề, đó là gấp. Còn ví dụ như giới lặt vặt, lặt vặt là tâm thương. Ví dụ như đói bụng quá, đi dọc đường đói bụng quá thì người ta bán bánh tét mà có gói có mỡ rồi có tép rồi tổng có tôm khô rồi đó. Thế thì bây giờ đói quá mà nếu mà trên đường làm đạo mà phục vụ chúng sinh mà giờ cử không ăn thì rồi chết đi rồi còn làm được nữa cái gì. Cho nên lúc đó là mua là cứ sơ tải mà cảm thấy vẫn cứ ngon như thôi. Cứ ăn như thôi. Chỉ có cái điều là mai mốt mà đòi nữa đó, có đồ ăn rồi đàng hoàng mà đòi cái kiểu đó nữa đó, tức là mình không làm chủ được mình. Đại Thừa là vậy. Còn hồi đó ăn sẽ nghe nào giờ nghe nói bánh tét có mỡ gì, có trộn tôm rồi trong này mình không nghe chứ ăn mà nay ăn không ngon dữ à. Cứ dịp thôi.
ta quẩn về giới mà ta gấp về, về thừa là vậy đó. Cho nên có người tu hành dở ẹt không có gì tên, mà cái chén mà có trong gia đình ăn á, cái ngày ăn chay không dám lấy ăn. Để ăn chay là phải dọn riêng cái bàn chỗ xa xa. Tôi như vậy là tôi biểu diễn ra nó thành được cái ông phái gì vậy, nó ngu chết rồi, nó thành cái đi hiền thánh có trí tuệ chứ đâu có ngu vậy. Cho nên tu không khéo là thành tu biểu diễn giống như là võ đài đấu trên võ đài đó, tôi là võ biểu diễn không coi có ra cái gì. Võ thiệt là người ta đánh là chết, hở một miếng là mất mạng, đánh coi nó mới đã. Chứ còn đây cái võ này là nó chọc chọc vậy á, không được khi khô vậy đó. Cho nên tu hành có cách tu biểu diễn. Mọi người biết tu không? Không tu biểu diễn. Còn cái từ nữa tôi cho tôi còn sáng tạo cái từ nó gọi là tu mẫu nữa.